Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, kính thưa các vị lãnh đạo các tổ chức đảng phái phong trào, kính thưa các cơ quan truyền thông báo chí, và đặc biệt nhất là ngày hôm nay có sự tham dự của các thị trưởng Westminster, các vị dân cử, các vị luật gia và có một số người bạn ngoại quốc, trong đó có sự tham dự của ban nhạc Xuân Điền, Phương Thanh và những anh chị em đã gắn bó trong Đảng Dân Tộc Việt Nam suốt một chiều dài 20 năm qua. Kính thưa quý vị, tôi xin cảm ơn và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đến đây để chia sẻ những năm tháng thăng trầm của Đảng Dân Tộc Việt Nam trong 25 phút, gói trọn trong 25 năm. Không thể nào diễn tả những chi tiết mà Đảng Dân Tộc Việt Nam đã hoạt động, những khó khăn, những cay đắng, những thăng trầm, những nghiệt ngã đối với đồng bào, đối với đồng đội và đối với đồng minh. Kính thưa quý vị, tôi lên đây để cảm ơn qua lá thư mời của chúng tôi và cảm ơn một lần nữa về sự hiện diện của quý vị. Tôi không quên đến đây để xin cảm ơn quý vị đã đấu tranh cho chúng tôi trong suốt một thời gian chúng tôi bị cầm tù tại nhà tù Nam Hà 4 tháng và được tự do là nhờ sự đấu tranh của quý vị. Hôm nay chúng tôi mời quý vị đến đây để thưa chuyện về những vấn đề của Đảng Dân Tộc Việt Nam và những chuyển động của đất nước chúng ta những ngày tháng tới và con đường đấu tranh của Đảng Dân Tộc Việt Nam trong tương lai. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị về những tâm tình của Đảng Dân Tộc Việt Nam đối với cộng đồng tị nạn cộng sản ở Lý Đô Sài Gòn và chủ trương của chúng tôi đối với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trong tương lai. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu một ban chấp hành trẻ, trong đó có một vị tổng bí thư rất là trẻ, và vị tổng bí thư này được bầu chọn trong ngày hôm qua trong đại hội suốt 12 giờ đồng hồ. Và hôm nay chúng tôi cũng xin trình diễn với quý vị một người thanh niên rất là trẻ được bầu chọn tổng đoàn thanh niên Việt Nam Tự Do. Hai người thanh niên trẻ này là chủ lực lực lượng nòng cốt của Đảng Dân Tộc Việt Nam của chúng tôi. Chúng tôi trân trọng xin trình diện và giới thiệu quý vị tân tổng bí thư của Đảng Dân Tộc Việt Nam được bầu chọn trong ngày hôm qua, đó là kỹ sư Sinh Cẩm Minh. Mời kỹ sư Sinh Cẩm Minh ra đây. Và người thứ hai, lãnh đạo lực lượng tuổi trẻ Việt Nam ở hải ngoại là tổng đoàn thanh niên Việt Nam Tự Do, đó là em Trức Hồ, là tổng đoàn trưởng của tổng đoàn thanh niên Việt Nam Tự Do. Mời em lên. Xin thưa quý vị, chúng tôi cũng không quên để xin giới thiệu quý vị là cựu tổng bí thư của Đảng Dân Tộc Việt Nam cũng hiện diện trong ngày hôm nay và đã bàn giao cho tân tổng bí thư Sinh Cẩm Minh, đó là đại tá Nguyễn Văn Sĩ. Xin mời đại tá. Nhiệm kỳ của đại tá Nguyễn Văn Sĩ từ năm 2018 cho đến 2022, và bây giờ kỹ sư Sinh Cẩm Minh sẽ nối tiếp cái sự nghiệp của đại tá Nguyễn Văn Sĩ nhiệm kỳ 2022 cho đến 2026. Kính thưa quý vị, đại tá Nguyễn Văn Sĩ là cựu tỉnh trưởng của tỉnh Bình Tuy, Việt Nam Cộng Hòa. Đại tá Nguyễn Văn Sĩ đã từng tham dự trong cuộc chiến tranh Việt Nam, và sau năm 1975 tị nạn cộng sản tại miền Nam California, và đã tham gia với chúng tôi, đã về trong rừng sâu căn cứ 702 sống chung với đô đốc Lâm Quân Tấn, và đã là những người sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa huấn luyện cho tất cả những anh em chiến sĩ ở tại căn cứ địa. Kỹ sư Sinh Cẩm Minh là chính trị sự cao đài
thưa quý vị, về phương diện tôn giáo. Kỹ sư Sinh Cẩm Minh đã tham gia trong Đảng Dân tộc Việt Nam, đã đi thoát ly với gia đình, về trong nước miền và lập căn cứ ở tại đảo Sài Bèn. Kỹ sư Sinh Cẩm Minh đã điều hành bộ phận hoạt động ở tại đảo Sài Bèn. Em Trước Hồ là cựu binh nhân binh chủng của Hoa Kỳ, người đã tham dự trong quân đội của Hoa Kỳ nhiều năm trong các trận chiến ở Afghanistan và những căn cứ ở tại Nhật Bản. Bây giờ chúng tôi có hai người trẻ trong hai cái lực lượng, một là Đảng Dân tộc Việt Nam và một là trong Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam Tự do. Và Ban Chấp hành Trung ương của Đảng kỳ này rất là trẻ, thưa quý vị, và chúng tôi đặt nhiều hy vọng, kỳ vọng vào Ban Chấp hành Trung ương của Đảng Dân tộc Việt Nam để nhận cái sứ mạng đối với lịch sử trong tương lai. Và tiếp theo đây, tân Tổng Bí thư sẽ có đôi lời trình diễn và thưa chuyện với cùng đồng bào. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi lên đây để chia sẻ một số vấn đề mà Đảng Dân tộc Việt Nam của chúng tôi đã hoạt động qua 25 phút trên video này. Và tôi lên đây để cam kết với quý vị rằng ngày nào còn Cộng sản Việt Nam ở quê nhà là ngày đó Đảng Dân tộc Việt Nam và chúng tôi sẽ tiếp tục để chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Và anh em trong Đảng Dân tộc Việt Nam đã hứa hẹn ngày hôm qua, chúng tôi dám tuyên thệ với quý vị là cái bức tường thành thủ đô tị nạn Cộng sản này, chúng tôi sẽ quyết liệt đấu tranh bằng mọi giá, không để cho họ xâm nhập, không để cho họ đến đây để tung hoành cái thành phố này. Và chúng tôi sẽ đoàn kết, sẽ yểm trợ cho tất cả những anh em trẻ, những vị dân cử, những nghị viên thành phố, những người đang phục vụ trong quận Cam, những anh em trong hệ thống truyền thông và chính nghĩa. Chúng tôi sẽ đứng với họ và chúng tôi sẽ chiến đấu với họ đến hơi thở cuối cùng, thưa quý vị. Một lần nữa, trước khi dứt lời, chúng tôi kêu gọi toàn thể đồng bào hãy dồn phiếu cho thị trưởng Tạ Đức Trí, thành phố Westminster kỳ này, để trở thành là một vị dân cử của tiểu bang California. Một người thanh niên trẻ suốt cả cuộc đời để phục vụ cho đất nước và dân tộc ở tại địa phương này. Anh đã vừa là chủ tịch của cộng đồng, anh vừa là nghị viên của thành phố, anh vừa là thị trưởng thành phố Westminster. Có ai trên cõi đời này tuổi trẻ nào có thể so sánh được với anh Tạ Đức Trí, thưa quý vị? Chúng tôi xác nhận điều này. Chúng tôi đang gần gũi với anh. Chúng tôi là những người nhân chứng cam kết với quý vị, đây là những người trẻ mà đất nước Việt Nam trong tương lai đang đặt nhiều kỳ vọng, thưa quý vị. Và chúng ta phải giữ cái bức tường thành, thì thành phố Westminster chúng ta phải có một tân thị trưởng. Chúng ta không để cho những việc gian nó vào đây, nó lộng hành và rồi cuối cùng chia rẽ cộng đồng của chúng ta. Và người thị trưởng kể tới đây đó là anh Nguyễn Mạnh Chí. Chúng tôi kêu gọi cùng toàn thể đồng bào hãy dồn lá phiếu cho anh Nguyễn Mạnh Chí. Và chúng tôi biết được anh Nguyễn Mạnh Chí suốt mấy chục năm nay đã bảo vệ, đấu tranh dấn thân ngày đêm để chúng ta có được bình yên trong cái cộng đồng này. Xin quý vị nhớ dùng phiếu cho anh Nguyễn Mạnh Chí là thị trưởng của thành phố Westminster. Và nhân đây, chúng tôi không quên xin đề nghị quý vị, tại thành phố Westminster chúng ta có hai lá phiếu, cho nên tượng đài và tất cả những chính sách của thành phố Westminster chúng ta đã thất bại. Cho nên bằng mọi giá chúng ta phải có nhiều nghị viên, và cái nghị viên đó là nghị viên bảo vệ cái bức tường thành của chúng ta. Chúng tôi nhìn thấy ngày hôm nay có một người thanh niên trẻ đến đây với chúng tôi, và chúng tôi được biết anh sẽ nối tiếp cái sự nghiệp của những anh em nghị viên thành phố Westminster, và anh đã đấu tranh suốt một chặng đường khá dài mấy năm qua và tận tụy với đồng bào, gần gũi với đồng bào, đưa những bản tin rất là trung thực. Và đó là những người thanh niên chúng ta cần phải dùng lá phiếu cho anh để anh trở thành là nghị viên của thành phố Westminster. Đó là kỹ sư Nam Hoàng. Yeah.
thưa quý vị, chúng ta còn nhiều anh em trẻ, và trong Đảng Dân Tộc Việt Nam chúng tôi cũng có rất là nhiều anh em trẻ. Nếu tình hình biến động ở tại thủ đô này mà chúng ta không có nhân sự để vào ứng cử tại các thành phố như Gatineau, Westminster, Fountain Valley, Huntington Beach, chúng tôi sẽ tình nguyện. Và ngày hôm qua chúng tôi đã thảo luận trong Đảng Dân Tộc Việt Nam là các em phải đứng ra dấn thân và đóng góp với cộng đồng để giữ bức tường thành này, không thể để cho nó xâm nhập và nó lung lạc cộng đồng của chúng ta. Đó là những gì mà chúng tôi xin thưa chuyện trong ngày hôm nay. Thành thật cảm ơn toàn thể quý vị một lần nữa, xin chia vui với chúng tôi trong 20 năm hoạt động, nhiều cay đắng, nhưng mà chúng tôi vẫn giữ được Đảng Dân Tộc Việt Nam cắm đến ngọn cờ trên thủ đô này, và chúng tôi hiện diện ở tại văn phòng đường Brokers và Lam Sinh, và chúng tôi có mặt với quý vị bất cứ lúc nào quý vị cần. Thành thật cảm ơn toàn thể quý vị.